ăn. Quá trời ông nó to rồi, khiếp quá, mới bước ra nó đứt tàn rồi, khiếp. Đưa ông này cả nửa lít đó. Đưa trên cao nè. Nè cả nửa lít á, nè nha. Cái này còn hơn lít luôn nha, em nghĩ chắc hơn lít quá. Ừ, tao nãy tao thấy bự lắm, ông nó quánh tao một chát nữa đây nè. Mình gặp hai ông nội vậy được không? Dữ dằn. Rồi chụp lần cái này em cho anh em xem. Dạ, chưa chụp. Rồi. Rồi. Chào tạm biệt anh em đã đến này. Cái này thì mình tới đây thôi, tại vì nó rất là chán anh em. Mình sẽ quay ổ ong này sau vì cái này cho anh em. Ừ, còn nè, chụp hình mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem nè. Cũng mặt nó trời ơi trời. Để camera chạm vô mặt luôn. Chạm mặt luôn, đó thấy không? Bít gần bít mặt hết trơn anh em. Mình cảm thấy là cái này rất là nặng. Thật ký. Thêm cái cây này nữa nè. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo.